Thôn gia quê mùa. Yến về rồi đấy hả con? Con mẹ hôm nay nhìn xinh đẹp quá. Con phải xin nghỉ làm chiều nay để làm tóc và đi trang điểm đấy mẹ ạ. À, lần đầu ra mắt nhà anh ấy nên phải chuẩn bị kỹ càng một chút. Gớm, con cứ quan trọng hóa. Mẹ thấy con cứ để mọi thứ thật tự nhiên, đến gặp mặt là để hiểu hơn về nhau. Mình cầu kỳ quá, chưa chắc đã phải là hay đâu con ạ. Kìa mẹ, nhà người yêu con rất có điều kiện. Bố anh ấy làm tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Lần đầu đến gặp nhà họ, con không muốn để lại ấn tượng không tốt. Để tự nhiên có gì mà không tốt. Con gái mẹ để mặt mộc xinh như hoa như ngọc rồi, cần gì phải trang điểm cho cầu kỳ. Nhưng để mặt mộc, con cứ thấy thế nào ấy? Trời ơi, chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn với gia đình nhà anh Tài rồi. Mẹ, mẹ chuẩn bị nhanh lên mẹ. Mẹ xong hết rồi này, mình đi thôi con. Ơ, sao mẹ không mặc bộ đồ hôm qua con mua tặng cho mẹ? Bộ đồ đó bó sát quá, lại cầu kỳ kiểu cách. Mẹ mặc cứ thấy không được quen. Xưa nay mẹ mặc đồ rộng rãi, thoải mái quen rồi. Mẹ thay bộ đồ con mua đi mẹ, chứ mẹ mặc như này thì... Thôi được rồi, để mẹ thay. Mẹ à, đây là nhà hàng sang trọng, món ăn vô cùng hấp dẫn. Nhưng mà đa phần các món đều là món Tây, phải dùng đĩa và dao để cắt đồ ăn. Dùng dao và đĩa ư? Vâng. Nhưng xưa nay mẹ chỉ quen dùng đũa thôi mà. Mẹ đừng có lo, lát nữa mẹ cứ nhìn con làm rồi học theo là được mẹ ạ. À, chỉ cần mẹ nhớ đừng để đồ ăn rơi vãi ra bàn là được rồi. Chỉ là đi ăn một bữa thôi mà, có cần cầu kỳ đến mức như vậy không? Dạ, cháu chào bác, chào em. Giới thiệu với bác và em, đây là bố của con. Chào bà, chào cháu. Dạ, cháu chào bác ạ. À, một vị tổng giám đốc mà lại ăn mặc xuề xòa như vậy sao? Dạ, chào ông. Tôi rất vui được gặp bà và cháu Yến đây. Nào, mời mọi người vào bàn. Xin chị và cháu cứ tự nhiên nha. Mời bà và các cháu cứ dùng bữa. Cháu Tài có nói lại là bà và cháu thích ăn đồ Tây, nên tôi gọi ít món Tây. À, bà và cháu thấy có cần gì thêm thì gọi. Dạ, tôi thấy cũng đủ rồi ông ạ. À, vậy chúng ta dùng bữa thôi bác. Ừ, đúng rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Không sao, không sao đâu. Bố, để con đưa bố vào nhà vệ sinh, dùng nước chấm vào sẽ sạch hơn đấy. Xin phép chị. Dạ vâng. Mẹ ơi, con đã dặn mẹ là phải cẩn thận rồi mà. Trời. Một đồng, hai đồng. Xong chưa mình, nếu tôi còn đi, không ai nấy lại chờ. Tiền dành dụm, tích góp của nhà mình dồn hết vào đây rồi. Mình lên thị trấn, liệu đường mà làm ăn, nhỡ có chuyện gì. Chưa đi đã nói suối quẩy rồi, thì còn làm ăn gì được nữa chứ. Tôi với anh ba là chỗ bạn bè thân thiết xưa nay,
được đi theo anh ấy học buôn bán là đã may lắm rồi. Thôi, mình đi mạnh khỏe, cố gắng mà làm ăn. Việc ở nhà cứ an tâm đã có tôi lo liệu rồi. Chuyến đi này tôi sẽ làm mình nở mày nở mặt. Đây là số vốn tôi tích góp được. Muốn góp với anh đi nhập hàng lần này, có gì chỗ anh em, nhờ anh kiếm chút lãi lợi về cho mẹ con nhà nó. Gớm, anh cứ khách sáo. Chỗ thân tình, tôi không giúp anh thì giúp ai đây? Lần này có chuyến hàng tốt quá mà giá phải chăng, nên tôi mới rủ anh chung vốn. Bán được rồi, mình cứ chia lời mỗi người một nửa. Anh không lo thiệt một đồng đâu. Ấy ấy, là tôi nói thế, chứ tôi tin tưởng anh lắm. Tôi là khách quen ở đây, đã trả tiền ăn ở đủ cả. Anh cứ ở đây đợi tôi 2 ngày, tôi đi kiểm tra hàng rồi nhập về đây. Anh em mình chia nhau ra bán. Chứ anh là người lạ vào đó, lái buôn người ta lại thét giá cao hơn. À vâng, thế anh lựa hàng thật cẩn thận, tôi chờ anh về. Anh cứ tin tưởng ở tôi. 2 ngày sau, 3 ngày sau, thưa quý khách, ông đã quá tiền ở đây 2 ngày rồi ạ. Cứ đợi thêm đi, bạn tôi sắp về rồi tôi trả hết. Có khi ông ấy nhỡ đường cũng nên. Ông ấy là khách quen ở đây, anh có biết ông ấy có nhắn nhủ gì về cho tôi không? Tôi không biết, mà tôi cũng chỉ mới gặp ông ấy lần đầu thôi, không phải khách quen đâu. Anh ấy cầm hết tiền của tôi đi nhập hàng, nói 2 ngày nữa là về ngay cơ mà. Thôi, thôi chết rồi, có khi tôi bị lừa rồi cũng nên. Ê, đồng tiền đi liền khúc ruột, ai như ông lại đưa cho người ta hết như thế? Cũng nghĩ chỗ bạn bè thân thiết xưa nay, ai ngờ lòng dạ anh ta lại như thế chứ. Mấy hôm liền toàn ăn sáng thế hả mẹ? Con chịu khó đi, mấy hôm nữa cha đi buôn về, có tiền rồi mẹ mua cho 2 đứa bao nhiêu là thức ăn ngon nhé. Thế nhà mình sẽ có tiền mua lợn rồi mua trâu nữa mẹ nhỉ? Ừ, mua tất con à. Này, cháu có chuyện gì mà trông buồn bã đến thế? Cuộc đời cháu đúng là khổ quá ông ạ. Khổ từ tấm bé, chưa ngày nào được sung sướng cả. Mấy năm trời làm lụng vất vả, dành dụm rồi bị người ta lừa đảo hết. Cuộc sống thỉnh thoảng có những chuyện không hay cũng là điều thường cháu ạ. Giờ cháu chẳng biết làm thế nào nữa. Cuộc sống thật bất công đối với những người không may mắn như cháu mà. Cháu thấy trước mắt của cháu là gì? Là cả một bầu trời rộng lớn ông ạ. Thế mà một tay ta lại che hết cả bầu trời đấy được đó, con có tin không? Ừ, làm gì có chuyện đấy, trừ khi ông có phép thuật mới làm được điều kỳ lạ như vậy. Thế giờ cháu còn nhìn được gì nữa không? Tối quá ông ạ, chỉ còn khoảng tối ngay trước mắt con. Ấy, thế mà bầu trời rộng lớn đến thế, mà ta cũng vừa giúp con che khuất được cả bầu trời đó thôi. Cháu thấy đấy, trong cuộc sống, mỗi nỗi khó khăn và buồn phiền giống như bàn tay này, trông thì thật nhỏ bé. Nhưng nếu cháu cứ để bàn tay ra trước mắt, thì cháu sẽ làm che mất cả bầu trời xanh thoáng đãng đằng sau. Hoàn cảnh bây giờ của cháu cũng vậy. Những khó khăn mà cháu vừa gặp phải, nếu cháu cứ để nó ở trước mặt, đều bám theo cháu trong tâm tưởng, thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều còn đẹp đẽ hơn. Thay vì ngồi than vãn, cháu hãy cố gắng làm lại từ đầu. Hãy bỏ bàn tay trước mắt cháu xuống, cháu sẽ thấy cả một bầu trời rộng lớn hơn. Có phải thế không? Chuyện đã xảy ra rồi thì mình cần buông bỏ và hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Cháu hiểu rồi thưa ông, giờ cháu xin phép ông trở về nhà. Dưới đáy nước. Hình như trời đã sáng rồi. Ơ, ôi, cái gì vậy? Cứu tôi với.
chỗ này nhiều ốc quá. Thật đáng sợ, phải làm sao bây giờ? Liệu chỗ này là an toàn chưa? May quá, cái cây này thật là tuyệt vời. Mình thật là may mắn. Cứ ở lại chỗ này, thế nào cũng được an toàn. Ở đây không an toàn chút nào cả. Cứ thế này, chẳng mấy chốc lũ chúng ta sẽ bị bắt hết thôi. Tớ không muốn bị bắt đâu. Cuộc đời vẫn đang còn tươi đẹp cơ mà. Chúng ta phải tìm cách gì bây giờ? Các cậu xem tớ này. Chính nhờ bám vào chỗ này mà tớ đã thoát chết hôm nay đấy. Các cậu hãy tìm những cái cây an toàn như thế này mà bám vào. Lũ xíu có thông minh, tinh mắt đến mấy cũng chưa chắc phát hiện ra nơi này đâu. Thật vậy ư? Đúng là như thế mà. Ôi da, ôi da. Ai, ai giẫm vào tôi đấy? À, ôi, ôi, tôi bị rớt ra rồi. Cậu không sao chứ? Sao cậu lại để tớ rơi ra chứ? Chính tớ đã tìm ra chỗ an toàn đó. Và chính tớ đã nói cho các cậu biết cơ mà. Tớ không muốn để cậu rơi ra đâu. Nhưng chúng tớ muốn được an toàn. Và việc cậu rơi ra cũng là tại cậu không bám chắc vào thân cây đấy chứ. Cậu cũng cố trèo lên đây đi. Cậu ốc xanh sao lại chen vào đây? Ở đây hết chỗ rồi. Thôi đi ra chỗ khác đi, chật chội quá. Nhưng mà... giờ thì mình gặp xui xẻo thật rồi. Giờ chẳng còn chỗ nào an toàn để mình trốn ở đó nữa. Ôi, chuyện gì thế nhỉ? Trời ơi, là lão Xéo. Lão Xéo. Không, không. Lão Xéo sắp bò tới mình rồi. Làm sao đây? Sao hôm nay ít ốc quá vậy? Lũ ốc trốn đi đâu hết cả rồi? Không, không. Rõ chán. Hay là lũ ốc đi đâu hết rồi? Lão Xéo bỏ qua mình sao? Mình sẽ kiểm tra lại chỗ này. Hôm qua đã bắt được khá nhiều ở đây mà. An tâm đi, ở đây an toàn lắm. Tụi mình sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Đây rồi. Trời ơi, bám chặt lấy. Hóa ra chúng mày tụ tập hết ở đây. May quá, ta đỡ phải đi tìm. Không xong rồi, cứu chúng tôi với. Mình thật quá chủ quan và ngốc nghếch. Cứ nghĩ rằng nắp thế này là an toàn. Đúng là không nên quá dựa dẫm vào cái gì cả. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.